Rồi. Xin giới thiệu với tất cả mọi người nhé. Hôm nay shop nhà mình chuyên bán dụng cụ cây cảnh, dụng cụ bonsai. Thì hôm nay là mình muốn giới thiệu với tất cả mọi người là tất cả những cái mẫu bonsai này. Thì cái mục đích cái bonsai này ấy để chủ yếu là mình dùng để uốn cây cảnh. Mình đặt hay đặt chậu lên đây và mình uốn xong mình xoay một chỗ, mình xoay vòng tròn này thì nó sẽ mình đỡ phải đi vòng tròn đấy. Mình đặt khay đặt chậu lên đây và đây là tất cả các cái mẫu bàn to nhỏ cao thấp thì mình sản xuất trực tiếp nhá, đều có hết. Thì tất cả cái bàn xoay này nó đều làm bằng thép tất và các cái mặt này nó đều dày khoảng 4 ly cực kỳ chắc chắn. Thì đầu tiên là mình muốn giới thiệu hai cái mẫu bàn xoay nhỏ này. Đây, mẫu bàn xoay nhỏ này thì cái kích thước của nó thì là cái bề mặt của nó là chỉ rộng 22 cm, 22 nhá. Và chiều cao của nó thì nó là khoảng 11 cm thôi. Tuy nhỏ như này nhưng mà nó cũng có vỏ đấy, nó rất là chắc chắn. Đấy, thì các bác đưa khay đưa chậu lên đây và mình ngồi một chỗ mình uốn và mình xoay chiều này mình xoay chiều kia, nó rất là thuận tiện để cho mọi người uốn cây. Ngoài ra mình cũng có thể dùng rất nhiều vào các cái việc khác, nó phù hợp với cái việc của mình thôi nhá. Thì cái bàn xoay này nó có cả cái chốt hãm nhá, bình thường nó quay như này thì mình muốn đứng lại thì mình có cái chốt hãm đây, có ốc xoáy đây, mình xoáy một cái thì nó sẽ đứng chặt luôn. Đấy, bàn nhỏ như này nhưng các bác có thể để tầm 80 kg đến một tạ đến 100 cân nhá, để rất chắc chắn, xoay thoải mái. Đấy, và cái mẫu bàn thứ hai thì cái mẫu này thì nó cái bề mặt của nó cũng là rộng 22 thôi và chiều cao của nó cũng là 11 thôi. Thì cái mẫu này thì nó hơi khác một chút là cái này thì nó làm một tất cả các cái đĩa phanh của xe máy đấy, mình tận dụng nó cũng rất là chắc chắn. Cái thép này nó là thép nó cũng không gì đâu, cực kỳ chắc chắn luôn, nó cũng có chốt hãm như nhau. Nó có mình sản xuất nó có rất là nhiều màu nhá, ai thích lấy màu đen màu vàng đều có hết. Và tiếp theo là các cái bàn xoay này, bàn này thì lại to hơn một chút. Bàn này nó có cái bề mặt của nó là 30 cm, 30 bề mặt nhá, chiều cao của nó thì khoảng 13 cm, cũng đều có chốt hãm hết nhá. Bàn to hơn thì mình sẽ để được các cái khay, các cái chậu nó to hơn nữa, cực kỳ chắc chắn luôn. Về cái mặt thép này của nó nhá, độ dày của nó đều 4 ly. Đấy, các bác có cần mua sỉ hoặc lẻ có thể liên hệ ngay nhá. Ngoài ra là nhà mình còn sản xuất theo yêu cầu khách hàng nhé. Đấy, khách hàng có cần bàn mặt to nữa hay là đế to nữa hoặc là cao hay thấp, to nhỏ tùy, các bác cứ alo gọi điện tí nữa mình sẽ cho số điện thoại, các bác có thể alo trực tiếp để mình tư vấn cho và mình sản xuất theo yêu cầu nhé, yêu cầu khách hàng. Đấy, và tiếp theo đến cái bàn xoay tiếp. Bàn xoay này ấy, thì nó có cái trụ là cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, mọi người nhìn này, nó cũng đều có chốt hãm nhé, tất cả đều làm bằng thép tất và vòng bi rất là chắc chắn. Cái này thì cái bề mặt của nó là cũng 30 cm và chiều cao của nó thì cái này cao hơn một chút so với các cái mẫu kia. Cái này thì cao 20 cm nhá, cao 20, bề mặt 30, chiều cao 20, đều có chốt hãm hết. Riêng cái này thì nó có cái trụ dài cực kỳ chắc chắn luôn. Các bác đặt khay đặt chậu lên, ngồi uốn cây xoay rất thuận tiện. Đấy, đây là bốn cái mẫu bàn xoay này. Và tiếp theo là mình cũng giới thiệu luôn là
còn ba cái mẫu bàn xoay này nữa. Về cái bàn xoay này thì nó lại có cái chiều cao tăng giảm được nhá, tăng giảm được. Ví dụ như là tất cả các cái bàn xoay này đều làm bằng thép tất, từ chân, từ mặt, rồi là từ trụ xoay. Đấy, cái này có thể tăng giảm được nhá, tăng giảm cao thấp tùy ý, theo cái ý của mình nhá. Thì đây, cái bàn xoay này nó lại có ba chân cực kỳ chắc chắn, từ mỗi chân lọ đến chân kia nó có chiều dài nó khoảng 45 cm và cái chiều cao của nó, là đây là chiều cao thấp nhất đó, là 46, và cái này nó có thể tăng cao lên đến khoảng tầm 60, ít nhất 65 cm nữa. Đấy, cái này có thể tăng giảm được cao thấp nhá. Cái này nó có bề mặt của nó là 30 cm, 30. Đấy, chiều cao và bề mặt đều có hết rồi nhá. Khi mà các bác, cái này nó cũng đều có chốt hãm này. Đây, bình thường là mọi người xoay này, xoay rất là trơn này. Đấy, khi các bác mà muốn dừng lại thì bác hãm đây, chốt hãm. Và đây, tăng giảm thì đây nó cũng có ốc hãm tăng giảm nhá. Thế cái là mình lấy ốc này ra này, và đây mình tăng giảm này. Đây, cứ xoay như này thì nó sẽ cao nhá. Và mình muốn cao đến bao nhiêu tùy hợp với cái chiều cao để mình sử dụng nhá, thì mình có thể hãm cái này lại thì nó sẽ không xoay nữa. Đấy, hãm ốc hãm này nè, rất chắc chắn. Về trọng tải của các cái bàn này ấy, các bác cứ để đặt khoảng 1 tạ đến 1 tạ rưỡi, có nghĩa là 100 đến 150 kg, quay vô tư cực kỳ chắc chắn luôn. Và tiếp theo là cái bàn thứ hai này thì nó có về kích thước chân ấy thì nó cũng tương đương như nhau thôi, có cái là nó cái chân này, cái bàn to này thì cái chân nó có thể trải rộng hơn một chút, cái chân của nó rộng khoảng 50 cm, và cái chiều cao của nó cũng tăng giảm được nhá. Cái này thì cao hơn cái bàn kia một chút, chiều cao thông thường là thấp nhất là 50 và tăng giảm lên nó có phải lên đến 70 nhá, 70 hoặc 75. Đấy, thì cái này nó có cái bề mặt, chủ yếu cái bề mặt này của nó thì nó là 40 cm, còn bàn bên cạnh này là mặt 30 nhá, còn mặt này nó sẽ là 40. Tất cả đều làm bằng thép rất là chắc chắn. Đây, cái thép này của nó dày 4 ly này, mọi người tưởng tượng là 4 ly thì nó là quá là chắc rồi. Và cái mẫu cuối cùng là cái mẫu bàn to, gọi là bàn đại. Đấy, thì bàn này thì về hình dáng thì nó cũng giống như các cái bàn kia thôi, có cái là cái chân của nó thì nó trải hơi rộng hơn một chút thì nó sẽ chắc chắn hơn, bởi vì mình để các cái tay chậu to hơn, nó khoảng 52 cm. Và chiều cao của nó thì thông thường thì nó cũng khoảng 50 thôi, thấp nhất là 50. Cái này có thể là tăng giảm lên tầm 80 cm. Bề mặt của nó thì mặt này là mặt to nhất, là mặt 50 cm nhé. Thì các bác để các cái khay rất là to lên, thoải mái, nó rất là chắc chắn. Thì tất cả các bàn xoay này nó đều có chốt hãm nhé. Khi mình muốn xoay thì mình xoay, mà mình muốn đứng lại thì mình sẽ xoay cái chốt hãm này lại thì nó sẽ đứng lại nhé. Và tất cả các cái bàn này nó đều có cái, ba cái bàn này nó đều có cái tăng giảm. Đây, mình muốn tăng lên thì mình xoay cái này nó tăng lên. Đây, thì đây nó có cái gen này, gen trên, gen dưới, nó hai ốc gen nó cực kỳ chắc chắn. Đâm ra là mọi người sử dụng thì yên tâm là không bao giờ nó bị đỏ, không bao giờ bị rung lắc gì cả. Đấy, các bác nào là có cần lấy xỉ hoặc lấy lẻ thì cứ xin liên hệ với nhà mình đây, chuyên sản xuất luôn nhá. Mình
Nói lại nhá, nhà mình sản xuất theo yêu cầu của khách hàng nhá. Ví dụ cần bàn cao hay thấp hay to hay nhỏ, mình đều làm được hết nhá. Làm được cho như ý của mọi người luôn. Và các bác cô cần tư vấn về các cái sản phẩm này thì mình sẽ tư vấn cho nhá. Các bạn điện thoại trên phong đây. Các bác tìm kiếm kênh cứ gõ thẳng số điện thoại sẽ ra cửa kênh của bên em luôn nhé. Đó là vua dụng cụ cơ kéo hệ bôn. Đấy, thì sẽ cứ gõ thẳng số điện thoại, mình Zalo như kênh YouTube và Facebook thì đều sẽ ra luôn. Đấy, thì mình cần mẫu sản phẩm nào mình cứ comment để ở phía dưới hoặc là alo số điện thoại phía trên. Các bác nhớ đăng ký kênh và chia sẻ kênh bên em nhé để cho nó phát triển, và các bác sẽ được theo dõi những cái sản phẩm mới nhất của bên em, và sẽ có nhiều chương trình ưu đãi đi kèm theo. Rồi hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào các bác.